Những năm gần đây, phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng phát triển mạnh mẽ, giúp cho ngành y tế chủ động hơn trong công tác thu dung và phân bổ nguồn máu cho các bệnh viện, kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân. Kết quả khả quan này, bên cạnh nhận thức của mỗi người dân được nâng lên, phải kể đến vai trò quan trọng của lãnh đạo các đơn vị địa phương trong việc quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ở đơn vị mình. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là một trong năm trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có phong trào hiến máu nhân đạo tích cực nhất tỉnh Nghệ An. Hiện nay trường có hơn 3.000 sinh viên, trong đó gần 300 sinh viên tham gia câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Trung bình mỗi năm trường tổ chức 4 đến 7 đợt hiến máu tình nguyện, cung cấp cho kho máu của Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh khoảng 500 đơn vị. Để có được phong trào hiến máu tình nguyện không ngừng phát triển, Ban giám hiệu nhà trường đã rất quan tâm đến phong trào, tham gia chỉ đạo từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến tôn vinh các điển hình. Trường chúng tôi đã có những cuộc hiến máu của đoàn viên công đoàn nhà trường và những cuộc hiến máu của học sinh sinh viên. Và những cái cuộc hiến máu đó thì rất nhiều em sinh viên đã tình nguyện, có những em hiến máu đến 5-6 lần. Và nhà trường thì hết sức ghi nhận cái tình cảm, cái tinh thần đó của các em. Và nhà trường cũng có nhiều cái cách để động viên, tôn vinh các em trong cái quá trình cống hiến với lại cái phong trào chung của nhà trường, cũng như là cống hiến cho cái hoạt động chung của xã hội. Cũng từ sự quan tâm và nêu cao ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện của Ban giám hiệu nhà trường, các đoàn thể, nên ngày càng thu hút nhiều sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Không chỉ mỗi năm 2 đợt mà bất cứ lúc nào Trung tâm Huyết học truyền máu yêu cầu, các thành viên hiến máu tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đều sẵn sàng có mặt để hiến máu. Nhiều sinh viên của trường đã tham gia hiến máu từ 4 đến 7 lần. Em thấy cảm thấy cái sự quan tâm đó thì rất là sát so với công việc học tập và công việc tham gia hoạt động phong trào ở trường ạ. Và với những sinh viên đó thì rất cần thiết ạ. Theo kế hoạch, năm 2015, chỉ tiêu thu gom máu từ phong trào hiến máu tình nguyện là 20.000 đơn vị. Tuy nhiên, mới chỉ trong 3 tháng, toàn tỉnh đã thu được hơn 5.000 đơn vị máu. Riêng ngày Chủ nhật đỏ được tổ chức trong tháng 2 năm 2015 đã thu được 1.300 đơn vị, vượt kế hoạch đề ra. Những con số này cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện đã có chuyển biến tích cực, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, có sự tham gia phối hợp hiệu quả của các ban ngành, lãnh đạo các địa phương. Cái thành công đó thì nó cũng khẳng định cái sự vào cuộc rất là quyết liệt của cấp ủy chính quyền, của ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, của các cấp lãnh đạo và đặc biệt là ban giám hiệu của các trường đại học cao đẳng. Thì như vậy là chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong cái thời gian tới thì cái phong trào hiến máu tình nguyện là tiếp tục nhận được cái sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp lãnh đạo, của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng tham gia vận động tuyên truyền ủng hộ và cái sự tham gia từ giác tích cực nhiều hơn nữa của người dân và đặc biệt là những người ở trong cái độ tuổi hiến máu, để là chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đạt cái tỷ lệ người tham gia hiến máu trên cái tỷ lệ dân số là 1%. Nhờ phong trào hiến máu tình nguyện không ngừng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên địa bàn tỉnh, từ năm 2014 đến nay, trong kho máu của Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An có khoảng ít nhất là 300 đến 400 đơn vị ở tất cả các nhóm máu, như thời điểm này là trên 1.000 đơn vị. Và chưa bao giờ kho máu có nguồn dồi dào như thế. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trong thời gian tới là duy trì và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện một cách bền vững. Muốn vậy, cần phải tổ chức tuyên truyền có chiều sâu, làm cho các cấp các ngành và mọi người dân hiểu rõ hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, một trách nhiệm cao cả mà mỗi người sống trong xã hội văn minh cần hưởng ứng tích cực.